Ngày 27 tháng 8, đại diện Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an cho biết, đơn vị đã phối hợp với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hiện vụ chôn lấp trái phép chất thải quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Theo đó, bãi chôn lấp rác thải trên là của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường Trà Vinh. Thay vì xử lý rác, doanh nghiệp này lại đem chôn lấp với khối lượng rất lớn. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, bãi chôn lấp rác diện tích khoảng 28.000 m², chứa đủ thứ rác thải, từ rác sinh hoạt như xỉ than, tro bay, bã cà phê, bao bì, đến cả rác nguy hại, gồm số lượng lớn vỏ thùng phi đựng hóa chất, bao bì nhiễm dầu, thủy tinh. Qua quan sát, do lượng chất thải quá nhiều nên đã tràn xuống khu vực suối cầu ngay bên cạnh. Đáng chú ý, nguồn nước từ suối cầu này chảy ra sông Bé. Hiện tại, bãi chôn lấp rác này đã được lực lượng công an của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường bảo vệ hiện trường. Phía bên trong có tới 20 lao động, chủ yếu là người miền Tây vẫn đang ở đây, trong đó có rất nhiều trẻ em. Các gia đình này cho biết họ được người quen giới thiệu lên đây làm việc và sinh sống ngay tại bãi rác này. Theo Đại tá Lê Văn Tuân, trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C05, những chất thải này theo quy định phải được đưa về nhà máy ở tỉnh Trà Vinh để xử lý, nhưng các đối tượng đã chở về khu vực xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để chôn lấp trái phép. Mặc dù hiện trường nằm ngay gần Ủy ban Nhân dân xã Tân Long, các đối tượng vẫn ngang nhiên hoạt động. Trước khi bị phát hiện, có khoảng 10 xe tải và xe đầu kéo loại lớn làm việc thường xuyên ở bãi này. Đại tá Tuân cho biết, chưa thể lường hết được hệ lụy từ lượng lớn chất thải công nghiệp đã chôn xuống nơi đây. Một người dân sống gần bãi chôn rác thải này cho biết, mặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường Trà Vinh hoạt động ở khu vực này khá lâu, nhưng người dân xung quanh không biết bên trong họ làm gì vì công ty che chắn bằng cách dựng các bức tường cao chót vót. Người này cho hay, mỗi ngày chỉ thấy vài chiếc xe tải chạy vào khu vực đó, lâu lâu họ đốt thì khói bay lên mới có mùi hôi. Đại tá Lê Văn Tuân cho biết, việc chôn lấp trái phép chất thải quy mô lớn của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Trà Vinh là vi phạm rất nghiêm trọng về pháp luật bảo vệ môi trường, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự và cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh làm rõ.